mang nguyên đoàn xe chờ đợi lên lên trên núi trên chùa nè cả nhà, bị kẹt xe nãy giờ cũng mất có 5 7 phút rồi đó. Chùa trên đây thì khung cảnh yên bình lắm, thanh tịnh, mà mình đi sáng sớm quá thì bên đây trời lạnh á, mình ra lên đây nó hơi lạnh xíu. Trời này trưa nè, lên đây có thể là nó ấm ấm nhưng mà có gió ha. Đây là cô gái miền Tây mới ngủ dậy. Mệt không con? Em mệt. Dạ mệt hả? Ngày mai mình có muốn đi nữa không? Em muốn đi. Dạ muốn đi nữa hả? Muốn đi thì không có mệt chứ. Bảo cũng biết đi chùa đó, tại cô bạn. Bảo có mất kiến không? Đó, kiến để trên cái sợi đó. Con gì? Con gì đó? Con gì? Anh nói sao? Đúng rồi. Nói gì phải xếp hàng mới được tránh địa được á. Cái này phải đi hái mà đi hốt rồi. Cái đường con mở tiếng ra thì cảm ơn. Rồi cô cảm ơn con. Không có, sư cô cho. Sư cô đừng có làm vậy đúng không? Sư cô cho. Sư cô. Hôm nay nhà mình đi chùa Đạo Tràng Cao Nguyên, mọi người đang lễ lễ Phật. Bảo
Lại ba cơ thường. Cảm ơn thôi được rồi, giỏi dễ thương ha. Thường nói A Di Đà Phật đi con. Thường nói A Di Đà Phật. Ở đây còn tượng Phật chứ gì nữa nè. Hơn. Đừng làm xúc sừng, xúc sừng. Hai mẹ đi, hai mẹ chào đó đi con, chào đó, bỏ chào đi, chào đẹp xinh đẹp đấy. Sẽ xung mình như trong mấy cái thùng ngoài. Không được, đông lắm, rồi chị ba nó vô nó chụp cảnh. Ăn
thở phải đi xuống dưới ăn. Vô đây ăn không được. Anh nắm cho nha. Cái này là chùa Đạo Tràng Thanh Niên Tân Núi á, nhiều khung cảnh yên tĩnh lắm cả nhà. Tết năm 11 mọi người đi đông lắm. Gia đình mình cũng mới đi lễ Phật vừa xong, rồi dẫn từ nhỏ đi ra ngoài quay phim lại chụp hình mà có anh nhỏ ảnh. Thường đứng đây đi con. Rồi xe qua đây mẹ nè. Chào mẹ đi, chào mẹ đi rồi đi ra nè. Nhìn mẹ nè. Chào đi. Ông cây cứng đi không té không? Đừng có dòm nó. Sợ mà dòm. Nó thương, nó thương, thương, thương. Nó mở ra, nó mở ra. Nó mở thương, thương, thương. Quá chừng ta đông như khúc dưới kia kìa. Đầu năm ai cũng đi chùa lễ Phật cầu bình an. Tôi qua tự sướng luôn, quả quậy quá. Đi đi, mình đi nè, mình đi tiếp. Rồi thôi mình đi tiếp nha. Mình đi qua bên kia đi. Đó bên đó bên kia kìa. Chỗ nãy lấy vô. Ủa không hay vậy đi về hả? Bên kia đâu có gì đâu. Mấy năm trước bên đó mà. Bên trước nó có để mấy cái cảnh bây giờ nó không có. Cái nào rồi thôi vậy mình đi về. Không về kìa hả? Không được không về. Vậy về nhà đi mình kiếm ở nhà mình có. Đi ra nè, đi ra để cô ba chờ. Chùa này tọa lạc trên núi, mình leo lên dốc núi cũng khá cao á cả nhà. Anh này thì anh dẫn anh đi vậy thì anh chịu. Hơi tối. Tối à? Dẫn anh đi vậy thì anh chịu mà dừng lại. Thôi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Bye bye.